Ngày thứ sáu Ngày thứ sáu của khóa thiền tứ niệm xứ Satipatthana đã qua. Chúng ta tiếp tục quán pháp Thamma Nupassana. Thamma tức pháp là những nội dung tâm trí và bản chất của chúng, là quy luật phổ quát của tự nhiên. Đức Phật, một con người đã giác ngộ, không màng đến việc thiết lập một bộ phái hay một tôn giáo. Sau khi đã khám phá ra sự thật tối hậu ở mức thâm sâu nhất, Đức Phật dạy quy luật này để giúp mọi người hiểu được thực tại và chấm dứt khổ đau của họ. Bất kể bộ phái, cộng đồng, xứ sở, màu da hay giới tính của họ là gì, toàn thể vũ trụ hữu hình và vô hình, mọi người và mọi vật đều bị quy luật tự nhiên này chi phối. Có hay không có sự xuất hiện của Đức Phật quy luật này vẫn chi phối sự tác động qua lại bất biến giữa tâm và thân giữa những dòng chảy dòng cắt và dòng ngầm của tâm thức đang diễn tiến trong mỗi cá nhân tuy thế người ta vẫn tiếp tục chơi những trò chơi trên bề mặt của tâm vẫn tiếp tục tự dối mình trong tâm tối vô minh và làm tăng trưởng khổ đau của họ bằng những hệ lụy do chính họ tạo ra kantha papam các uẩn. thamesu thama nupasi viharati panchasu, upandana khanthesu. Sống quán pháp trong các pháp dưới hình thức năm thủ uẩn. Kantha có nghĩa là một tập hợp hay một đống của cái gì đó. Chúng ta được gọi là những con người đây là một sự thật bề ngoài hay sự thật chế định nhưng ở mức sâu hơn mọi cá nhân tôi anh nó chỉ là năm uẩn đức phật muốn bạn đi vào chiều sâu của thực tại này ở đây bạn không còn phân biệt hay xác nhận con người theo danh tánh ở đây tất cả chỉ là năm uẩn thuần túy mà thôi trong năm uẩn một là vô số các hạt hạ nguyên tử hay tổng hợp sắc kalapa kết hợp lại với nhau kể như phần vật chất tức sắc tâm được chia làm bốn uẩn khác gồm thức tưởng thọ và hành hay phản ứng khi năm uẩn này kết hợp lại thì được gọi là một thực thể một cá nhân ở mức cùng tột chúng chỉ là năm uẩn và toàn bộ tiến trình minh sát toàn bộ tiến trình niệm xứ là để kinh nghiệm sự thật này. Bằng không thì ảo tưởng xem đó như là tôi, của tôi hay tự ngã của tôi với bất kỳ uẩn nào hay cả năm uẩn này, vốn là vô minh sẽ tạo ra tham ái và chấp thủ, dẫn đến khổ đau cùng cực. Đây không phải là một tính điều cần phải được chấp nhận do lòng sùng đạo. Chỉ vì một bậc giác ngộ đã nói như thế, cũng không phải là một triết lý phải được chấp nhận trên phương diện tri thức vì tính hợp lý và logic của nó. Đây là một sự thật cần phải được kinh nghiệm và thực chứng ở đúng mức trong cơ cấu của thân. Khi sự thật này trở nên rõ ràng, lề thói quen ở tận sâu trong tâm thay đổi và sự giải thoát được đạt đến. Đây là Pháp. Upadana là chấp thủ, Thủ này phát triển đối với năm uẩn, kể như đối tượng của nó, hoặc có thể nói, năm uẩn được sanh ra và kết hợp lại với nhau do thủ upadana. Vì thế, chúng được gọi là năm thủ uẩn. Một lần nữa, người hành thiền quán pháp trong pháp, ở đây là năm uẩn. Người hành thiền thực hành như thế nào đối với năm uẩn? Iti rupam iti rupasa samudayo iti rupasa atangamo đây là sắc đây là sự sanh khởi của sắc đây là sự hoại diệt của sắc tất cả điều này phải được kinh nghiệm rupa có nghĩa là sắc hay vật chất samudaya là sự sanh khởi atangamo là sự hoại diệt iti vedana Iti Vedanaya Samudayo Iti Vedanaya Atagamo Iti Sanya Iti Sanyaya Samudayo Iti Sanyaya Atagamo Iti Sankara Iti Sankaranam Samudayo Iti Sankaranam Atagamo Iti Vinyanam Iti VINA Nasa, Samudayo, Iti, VINA Nasa, Atagamo, Ti. Đây là thọ, đây là sự sanh khởi của thọ, đây là sự hoại diệt của thọ. Đây là tưởng, đây là sự sanh khởi của tưởng, đây là sự hoại diệt của tưởng. Đây là hành, đây là sự sanh khởi của hành, đây là sự hoại diệt của hành. Đây là thức, đây là sự sanh khởi của thức, đây là sự hoại diệt của thức. Khi các danh uẩn, tức, thọ, tưởng, hành, thức đã được thực nghiệm, toàn tiến trình của những gì đang xảy ra bên trong tự thân cũng được thực chứng. Iti, Azatam và Thamesu, Thamanupasi Viharati, Atha tamati các trạm tương tự tiếp nối theo sau, bên trong, bên ngoài, cả bên trong lẫn bên ngoài. Rồi, Ati Thamati. Ồ, đây là Pháp. Chánh niệm được thiết lập trong hiện thực rằng năm uẩn này tất cả đều có mặt. Ở một giai đoạn quan sát hay quán cao hơn, hành giả chỉ thấy danh và sắc, không có gì khác nữa, không có tôi của tôi hay tự ngã của tôi ở mức quy ước bề ngoài những từ tôi và bạn phải được dùng nhưng ở mức tối hậu đích thực chỉ có năm uẩn tương tự vì mục đích quy ước chúng ta gọi những vật kết hợp lại với nhau là một chiếc xe nhưng nếu chúng ta tháo rời và tách riêng nó ra thành từng phần bộ phận nào là cái xe ruột xe bánh xe chỗ ngồi động cơ bình điện khung xe Thực chất, một chiếc xe chỉ là những bộ phận khác nhau kết hợp lại mà thôi. Tương tự, thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy và chủ nhật, khi kết hợp lại với nhau thì làm thành một tuần, ba mươi ngày hợp lại thành một tháng, và mười hai tháng hợp lại thành một năm, cũng chỉ vì những mục đích quy ước. Thiền minh sát, chia tách, bổ xẻ, làm rời ra và quan sát thực tại đúng như nó là. Lúc ấy, chấp thủ ra đi. Các uẩn còn lại tiếp tục sanh và diệt. Nhưng chúng bây giờ chỉ là các uẩn thuần túy, vì thủ Upadana đã ra đi. Đây là pháp của các uẩn. Yavadeva, Nhana Mataya, Patisati Mataya, Anisito, Cha Viharati, Nacha Kinchi Loke Upadiyati. Cũng như trước, đến đây chỉ có Mata trí tuệ, chỉ có tri kiến, chỉ có sự quan sát. Cho đến mức độ này, không có người tri, không có người biết, hoặc người kinh nghiệm. Rồi Anisita, cha Viharati, không có gì để ngương tựa vì không còn tham ái, không còn chấp thủ. Ajata Nanpapam, các căn xứ, 12 xứ. Thammesu, Thamma Nupasi, Viharati, Chasu, Ajati kappa Hiresu, Ajatanesu. Sống quán Pháp trong Pháp dưới hình thức sáu nội ngoại xứ. Ajatana là sáu căn hay sáu môn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân và ý môn cả sáu môn này đều ở bên trong vì chúng nằm trên hay trong thân các đối tượng của chúng nằm ở bên ngoài đối với con mắt tức nhãn đối tượng là một cảnh sắc màu hình dáng hay ánh sáng đối với lỗ tai âm thanh đối với mũi mùi đối với lưỡi vị đối với thân vật xúc chạm đối với ý hay tâm một ý nghĩ, cảm xúc, ảo tưởng hay mơ mộng. Mặc dù gọi là các căn xứ bên ngoài, ngoại xứ, song chỉ khi tiếp xúc với các căn xứ bên trong, nội xứ, trên cơ cấu của thân, chúng mới trở thành những đối tượng. Đối với một người mù bẩm sinh, không có thế giới của màu sắc, ánh sáng, hình dạng hay tướng trạng, và do đó không cách nào hiểu được thế giới ấy sáu nội xứ và sáu ngoại xứ tạo thành mười hai xứ tất cả. Và ngoại xứ chỉ thực sự hiện hữu đối với chúng ta khi nó tiếp xúc với căn môn tương ứng của nó. Công việc thực hành với sáu nội ngoại xứ như thế nào? Chakum cha Pajanati <laughs> rupe cha danh cha ta dup phayam Paticha Upachati Samyo Janam Tancha Sự thật của con mắt hay nhãn căng, tức môn, chắc khu và đối tượng của nó hay sắc phải được tuệ tri. Nhan cha, tapu, phayam dâm, cha với căn bản của hai xứ này, tức con mắt và sắc. Do sự tiếp xúc của chúng, upajati samyojanam, một kết sử trói buộc khởi lên. Yatha cha Anupanasa Samyo Janasa Upado Hoti Tancha Pachanati Người hành thiền làm việc với kiết sử hiện đã khởi lên ấy. Samyo Janaso Upado Hoti Yancha Pachanati sự thật là với mỗi xúc chạm đều có một sự rung động hay cảm thọ phát sa pachaya venada xúc duyên thọ tưởng bắt đầu đánh giá đàn ông đàn bà đẹp xấu dễ chịu khó chịu với sự đánh giá này thọ trở thành lạc hay khổ và lập tức hành phần phản ứng của tâm bắt đầu phát ra tham ái hay sân hận như vậy toàn bộ tiến trình của sự trói buộc kiết sử này khởi động và sinh sôi nảy nở. Việc thực hành quán pháp đối với sáu căn môn nằm trong ranh giới của tâm và vật chất, danh, sắc. Đó là công việc phân tích và tuệ tri liên tục mọi sự xảy ra trong thân tâm như thế nào. Nếu bạn không hay biết điều gì, bạn sẽ thắt những nút thắt mới và làm tăng trưởng thêm hết trói buộc này đến trói buộc khác mà thôi khi bạn không phản ứng vì bạn đã kinh nghiệm và quan sát sự trói buộc bằng trí tuệ, nó sẽ suy yếu đi. Lệ thói quen của phản ứng bắt đầu thay đổi. Những trói buộc kiết sử cũ có thể trồi lên bề mặt. Yatha cha Anupanasa Samyo Janasa Upado Hoti Tancha Pajanati Bạn quan sát sự sanh của kiết sử trước đây chưa sanh. Yatha, Cha, Upanasa, Samyo Chanasa, Pahanam, Hoti, Tancha, Pachanati, Yatha, Cha, Panhanasa, Samyo Chanasa, Ayatim, Anupado, Hoti, Tancha, Pachanati. Khi bạn quan sát, các kiến sử lần lượt bị đoạn trừ. Yatha, Cha, Upanasa samyo janasa pahanam Hoti, tanja Pajanati. khi tất cả các kiến sử đã trồi lên bề mặt và diệt chúng không còn sanh khởi trở lại giai đoạn vượt qua kiết sử giải thoát hoàn toàn đã đạt đến có ba loại đoạn trừ ngay cả khi bạn chỉ giữ giới do ở bề mặt của tâm bạn không phản ứng thái quá với tham hoặc sân, đã có sự đoạn trừ nhất thời những kiết sử của bạn. Khi bạn đi sâu hơn với năng lực định, sự đoạn trừ sẽ được nhiều hơn, gốc rễ các kiết sử đã lung lay. Và khi bạn hành minh sát, những gốc rễ này được tuyệt trừ ở mức sâu nhất của tâm Pahanam. Chẳng hạn, một người các nước tìm đến uống nước nơi một cái hồ phủ đầy rong rêu trên mặt. Để tạm thời uống được, họ phải dùng tay vét đám rong rêu qua một bên, tạo thành một vùng nhỏ. Nhưng sau đó, đám rong rêu sẽ phủ kín vùng nhỏ ấy lại. Đây là sự đoạn trừ nhất thời. Đây là giới. Để được quyền sử dụng lâu hơn, bốn cây cọc có lưới giăng phải được dựng lên để ngăn chặn đám rong lại. Đây là định. Khi nó đi vào sâu hơn, sẽ vét sạch một vùng tương đối lớn, song gốc rễ vẫn còn. Tuệ, loại trừ tất cả để không cho một phân tử rong rêu nào còn lại. Đây là sự đoạn trừ, đích thực, ở mức căng để, và là những gì muốn nói tới ở đây. Yatha Cha, Pahanasa, Samyo Janasa, Ayatim, Anupado Khoti, Tancha pasanati sự đoạn trừ hoàn toàn hay sự trừ tuyệt các kiết sử được tuệ tri, chúng không thể nào sanh khởi trở lại. Đây là giai đoạn A-la-hán, sự giải thoát hoàn toàn. Sotancha Pajanati Sadecha Pajanati Yancha Tadupayam Paticha Apuchati Samyo Chanam Tancha Pajanati Tương tự, nhĩ căn tức lỗ tai, âm thanh và sự trói buộc hay kiết sử khởi lên do chúng tức tai và âm thanh được quan sát. Yatha cha anupanasa samyo chanasa upado hoti <laughs> tancha pachanati thayacha upanasa samyo chanasa pahaham hoti tancha pachanati yatha cha Samyo Samyosanasa, Ayatim, Anupado, Hoti, Tancha, Hachanati. Khi xã phát triển, những kiết sử này trước đây chưa từng khởi lên trên bề mặt, nay đã khởi và được đoạn trừ. Điều này cũng được quan sát. Karancha Pajanati <laughs> Ganthe Cha Pajanati Vihancha Pajanati Rase Pajanati, Kayancha Pajanati, Phota Ple Cha Pajanati, Manchanya Pajanati, Thamme Cha Pajanati, Ayatin Anupado Hoti Tancha Pajanati. Tương tự thực tại của mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và bất cứ vật xúc chạm nào và thực tại của tâm tức ý và những nội dung tâm trí hay pháp phải được quan sát. Trong mỗi trường hợp, những kiết sử sẽ khởi lên, bị đoạn trừ và không khởi lên trở lại. Trong mỗi trường hợp, giai đoạn giải thoát viên mãn của một vị thánh A-la-hán không chỉ được chấp nhận một cách thuần túy trên phương diện triết lý, mà phải được kinh nghiệm, được thân chứng. Pasanati Iti Azatam và Thamesu, thamannupasa Viharati, vân vân, Ati Thamati, vân vân, Nacha, Kinchi, Loke, Upadiyati. Cũng tiến trình như trước, tiếp nối theo sau. Đây là Pháp, Thamma. Tất cả sáu căn môn và đối tượng của chúng chỉ là Pháp thuần túy, không có tôi, của tôi, nó hay cá nhân nào ở đó. Chi chẻ, mổ xẻ, làm rời ra và làm tan ra, phân tích mỗi căn môn riêng biệt. Cá nhân trở thành chỉ một khối, một tiến trình, một sự vận hành tương tác của tất cả các xứ kết hợp lại với nhau. Với sự hiểu biết, tri thức thuần túy, vô minh sẽ ngăn không cho chứng kiến tuệ tri pháp này. Tiến trình này dạng ngăn không cho thoát khỏi trói buộc này việc thực hành dẫn qua những trạm tương tự đến mục tiêu cuối cùng